Dạ em xin được chào tất cả mọi người ạ. Vâng, để em giới thiệu mọi người cái hàng đấy. Đây, mọi người xem qua một lượt đã. Mấy cái kiềm điện, cái kiềm cộng lực mini, một cái kiềm cốt. Đây, có mấy bộ độc nữa. Rồi, mấy bộ gần tiếp. Mỏ lết răng. Đây, mỏ lết thường. Dưới này là một búa đó. Vâng, để đặt hàng thì xin mọi người liên hệ với em qua số điện thoại là 0388 480 747 ạ. Em xin được đi vào chi tiết luôn. Đó là số số 1 cái kiểm điện. Đây, cái màu bằng. 3 bit ạ. Rồi zip đây. Phần răng phần lưỡi cắt ạ. Cắt thử đấy. Cắt rất là ngọt ạ. Cái này cũng là 150. Kích thước nó là 16 16 lăm đấy. Cái thước đây 16, chiều dài 16 lăm. Cái số 1 này giá là 140. Số 1. Số 2. Ribbit luôn để dưới gì đấy. Ràng với nữ cá còn rất là đẹp ạ. Cắt rất là ngọt luôn. Cái này cũng chiều dài là 16 lăm. Chiều dài 16 lăm. Cái này số 2 giá là 140 nữa. Số 3. Đây, thật ra biết luôn. Được ba cây này thì còn vỏ còn nguyên vẹn ạ. Không có bị rách chỗ nào hết. Cây này chiều dài nó được 19 phân. Răng và phần lưỡi cắt. Còn rất là đẹp. Cắt rất là ngọt. Cái số 3 giá là 190 nữa. Số 3. Cái số 4. Cây này con berry ạ. Kìm kẹp. Phần răng là hình caro.
Cái này chiều dài nó được 20 phân, 20. Rồi. Cái số 4 giá là 100. Rồi, cái số 5. Số 5 cái kiềm cảm đây nó vô 5 đây. Cái kiềm cảm cái này. Cái này chiều dài đó đây 20, 25 ạ. 20 để 5 đi. Phần lưỡi đây nó rộng là 16 ni. Lưỡi là rộng 16 ni. Cái này là số 5, giá là 120 ạ. Cái số 6 là kìm cộng lực mini của MCC. Đây, MCC đấy. Cái này thì nó bị đứt cái quai đấy, mất cái quai. Cắt thở dây kẽm B40. Cắt rất là ngọt. Cái này số 6 á, giá là 130. 6 có chiều dài đó là 21 năm. 21 năm. Đã nó bị bất đứt mất cái quay đeo này. Này số 6. Cái số 7 là cái này mở CC luôn. Là cái này còn tốt ạ. Đây, còn tốt. Tốt. Giá vàng. À, cái này thì miệng xéo. Đấy. Cái lưỡi nó xéo đấy. Cắt rất là ngọt. Ok. Cái này số 7 giá là 150. Về chiều dài của nó đây. 20 năm, 21 năm. Số 7 giá 150. Số 8 thì cây này cũng vào CC lưỡi thẳng. CC. Quai đeo còn đầy đủ. Này dấu ơi, cắt thở rồi đấy. Cái số 8 giá nó 150 luôn. Nè, dài 21 năm. Cái số 9 của MCC luôn. MCC. MCC ra vào.
Rồi, cắt rất ok. Cây này số 9 giá là 150 thôi. Quay. Số 10 là cây cây bấm cốt của Hồ Gian. 10 Hồ Gian này. Đây dưới rít nằm này. Rất là đẹp. Rồi, các chức năng nó còn đầy đủ cả. Kẹp vào. Bóp hết cỡ. Rồi. Phần miệng nó đây. Đấy, các đầu cốt là 1.25, 2 chấm, 5 chấm 5 và 8 chấm. Cái này giống 10 giá là 100 250. À, chiều dài nó là 27, 27 năm ấy. Đây, nó so bung nó vẫn còn rất là mạnh. Rồi, cái số 10. Rồi, qua số 11 là cặp đục. Nè, cặp này của Mokuba. Mokuba ra vào. Cái này có chữ chết mắc này. Cái đục nhỏ đa thân đó là 16. À, cái này thì là đây 19. Lưỡi đây là 19. À, cái này lưỡi dài 10, lưỡi được 19 đi. Chiều dài cây này 18 năm. Cây đục dẹp nó là 10, đây, 19 năm. Hai cây này giá là 150 số 11. Có số 12. 12 cây đục dẹp này của Z. Đây, dưới Z. 20 năm đi nhân với 110 210 năm. Cái đục dẹp chiều dài nó đây là 21, 21 năm. 21 năm cây đục nhọn. Nó dài 21 phân. Đây cái đề chiều cái lưỡi nó là 20 năm đi. Lưỡi là 20 năm đi. À, cặp số 2 này giá, cặp số 12 này giá là 220. Số 3. Số 13 đây này. Cái này còn Z, chết mắc luôn. Đây cái này của Z luôn. Cái đây của Z này. Cái đục nhọn. Thân nó ra thân nó 16 đi. Dài 180. Đây này đây nó là 9. Này lưỡi nó là 9 đi. Cái này 22. Nhân với 200. 200. Đó, ngưỡi là 200, ngưỡi là 20 phân, 20 ni đấy. À, đây, chiều dài, đây 20.
Cây này 20 luôn. Cây này 18 ạ. Cây này 18. Và cái phần lưỡi này đây. Phần lưỡi này nó 22 ạ. 22. Cây này lưỡi nó là 9 đi. Cây này lưỡi 9 đi. Bộ này số 13 giá 230. Số 14. Cây cần tiếp và cây vào khúc nối. Bộ này còn KTC. Đầu 1/2 12,7 mm. Và cái khúc nối nó dài 150 15 phân. 15 phân. Cây này nó dài 38 phân. 38. Dài 38 phân. Đầu 1/2 cả. Cái này số 14 giá 320. Số 15, cái bộ này của Hồng Tôn. Tôn giá bạc. Cái khúc nối này của KTC. Đầu 1/2 luôn. Chiều dài cây này nó 37, 37 phân. Khúc nối là 15 phân. Rồi, cây này số 15 giá là 290. Rồi, số 16. Số 16, bộ này của Hồng Tôn. Tôn dạ vàng. Cái này khúc nối nó là 15 phần. Còn chiều dài của đây là 25. 25. Rồi, đầu 1/2 cả. Đầu 1/2. Rồi, giá số cây okay, số giá số 16 đây là giá 190. Số 17. Cái này còn bít tu lòi dầu rít nữa đấy. Đó, cái khúc nối bít tu lòi rồi này nó dài 150 đấy. Đây chỉ dài 15 phân. Cái này 25. 25 đầu 1/2. Bộ này bi còn này tốt cả. Bộ này còn sáng bóng luôn. Bộ số 17 giá là 201. 201 ạ.
Hôm qua số 18. Cây 18 là cây mỏ nết 200 mini của MCC này, này. Giao bằng. Rất là đẹp. Miệng nó đây. Bạn này miệng mở ra được 25 đi. Cái số 18 giá 130. Số 19, cái này thì 250 của tốt. 250 dấu gì. Đó là khít. Này đậu rơ này. Này miệng mà 30 mà tối đa là 30 ni. Cái số 19 này giá là 180. Đây, cái số 18 độ rơ nó đây. Bao nhìn khe đấy. Rất là ít luôn. Số 20. 20 cũng hít. Đây, 250 cũng hít. Dạ vâng. Ở 250 này thì miệng nó mở được 30, tối đa 30 ni. Ok, 20 này 100 giá 108. Cây số 21, cây này 30, cây này 300 mini thì săn cây dấu zip mới tin giá bao giá nó 200 201, số 21. Số 21. Số 22 giá, cái này giá 200. Điều gì đâu à. Còn super 300 mini. Nè, miệng đây. 30 ni. Nền miệng nó gần 30 năm đi. 30 năm đi. Số 22 giá 200. Nên số 23. 23 300 mini của Notter. Nó giao bằng. Này nó bị chóc xì chút. Cái này số 23 giá 220.
Xin được dừng phần 1 ở đây.